Cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Lê Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, clip này thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cũng sẽ test muộn và để buổi sáng sớm ngày mai cửa hàng âm thanh Lê Hạnh sẽ gửi hàng cho anh khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt đơn. Vâng, chiếc đài như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy là một chiếc đài siêu hiếm JVC có modem là RCM90. Chiếc đài này thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cũng đã thông báo chi tiết hàng về trên kênh rồi. Và sản phẩm này thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng rất nhiều những bác khách hàng quan tâm đến những dòng sản phẩm VIP về với cửa hàng. Và các bác có tham khảo bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh những siêu phẩm đẳng cấp. Đặc biệt nhất thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cũng đã nhận đơn của vị khách hàng chốt trong buổi sáng ngày hôm nay rồi, là một chiếc đài RCM90 đẹp xuất sắc như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Và sản phẩm tiếp theo thì anh đã lựa chọn bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh là hai chiếc nguồn Neoa biến áp tự ngẫu và một bộ băng 10 theo chương trình mà anh khách hàng đã nhờ cửa hàng âm thanh Lê Hạnh ghi chương trình mà anh khách hàng yêu thích là Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Đây, cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây rồi và 4 giờ 30 phút cửa hàng âm thanh Lê Hạnh sẽ gửi hàng cho anh khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh. Vâng, và tại thời điểm này thì cũng đã rất là khuya rồi, 1 giờ 40. Cửa hàng âm thanh Lê Hạnh sẽ test nhanh để đóng hàng. Trong 4 giờ 30 phút cửa hàng âm thanh Lê Hạnh sẽ gửi xe sớm cho anh. Và cuốn băng này thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh mới vừa chỉ dán được một đầu vớt cho anh thôi nhé. Còn về mặt vớt bên kia thì anh sẽ dán giúp cô chủ shop nhé. Tại thời điểm này thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh sẽ không tua băng nữa để dán. Còn đây là được hai cái miếng này là được hai cuốn băng để dán đấy ạ. Đây nó có keo sẵn rồi ạ. Cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thì vừa cô chủ shop cũng đã dán vào một mặt ở đây rồi. Về thì anh sẽ dán giúp cô chủ shop một mặt nữa nha. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng xin được giấu tên. Anh có địa chỉ tại Hoàng Mai, Hà Nội. Một chiếc đài JVC RCM90 và một bộ băng M10, hai chiếc nguồn. Vâng, sản phẩm thì khách hàng cũng đã chốt bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh. Và anh cũng là những vị khách hàng trong thời gian gần đây ủng hộ rất nhiều các sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cung cấp rồi. Vâng, và cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút, quý vị và các bạn có thể thưởng thức chất âm của chiếc đài RCM90 này nhé. Ngọt ngào lúa chín, thương em anh vẫn chờ. Giờ này thì hết giờ radio rồi nhé. Yêu biết mấy quê hương ta Thái Bình. Hồn thơ nguyện trai
sông Đà răng lùa mênh mông. Đan phượng ơi, quê hương người gái Nam, đồng hợp tác xanh tươi cây dày thắng tắm. Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên ngắm vọng Hà Tây. Cửa mõ thủ đô áo giáp chờ che mà nằm bền vững, ngăn bầy sắc mỹ vẫn đụng bầu trời. Hà Tây vòng đá thủ đô, cô gái xuôi hai chàng trai bồ rẽ, dư lê màu xanh biếc cho tấm lụa thanh thiên. Là muộn rồi, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cũng sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để cửa hàng âm thanh Lê Hạnh sẽ đóng hàng gửi vị khách hàng trong buổi sáng sớm của ngày mai 4:30 và trong buổi sáng thì anh sẽ nhận hàng. Và cửa hàng âm thanh Lê Hạnh sẽ tặng anh cuốn băng này nhé. Cuốn băng này là cuốn băng metan, giá 350.000 một cuốn. Cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cũng đã ghi những chương trình hay ở đây rồi. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.